Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not. Yeah, yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a. Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay trên Twitter anh em của FIFA Mobile á, nó có một cái sự kiện mới nè. Đó, FIFA mới công bố nè. Đó, New FIFA Mobile Event in Commission. Nó sắp tới có nha anh em. Đấy, trước khi vô cái event mới thì mình sẽ làm một concept cho anh em. Chơi chơi vui vui thôi. Rồi, bây giờ mình xem sự kiện last bắt mình đến đâu nha anh em. Cái này mình lấy tối hôm qua rồi anh em ơi. Đây, bây giờ mình mới lấy nha anh em. Mình lấy Rakitic với cái Buffon anh em. Đấy. Bây giờ mình mới lấy nè. Tính ra lấy hàng này khá tốn anh em. Nếu mà anh em chơi cái thấy hai con này thì được cái gì em? Được cái rank đó. Cái rank 12 với rank 13 là ngon thôi. Chứ thực chất nếu mà anh em chơi cái nhánh á, lấy được con 103 á, anh em bán đi á, mua được hai con này luôn anh em. Hôm qua mình tính toán rồi, mình coi trên chợ rồi. Cái con 103 mà đi nhánh á, con Milner đó đến hai mươi mấy em được. Trong khi con Buffon mà có mười mấy em, cộng với con Rakitic có mấy em à. Cộng lại chưa tới 20 em nữa. Đó. Trời, thật sự thì mình đã lỡ lấy rồi. Thôi mình lấy luôn anh em. Nó đi rồi. Nên thôi bây giờ lấy ra cái tích với Buffon. Để mình coi, mình ghép vô đội hình coi nó như thế nào. Tại vì hai này cũng khá ngon đấy chứ. Lấy được khá nhiều, được hai con thay vì lấy một con một nhánh. Nhưng mà nếu mà anh em chưa tính toán thì lấy con đi nhánh còn hơn. Con Milner còn hơn. Bán mua hai con này cũng được. Đấy. Tại vì nhiều lúc mình thấy ham cái rank up anh em. Rank 13 đó, ngon lắm. Tại vì cái rank này mà up lên là khá tốt đó nha. Đấy, hết luôn cái liệm lắp bon rồi anh em. Đó, bây giờ mình vô đội hình mình cho nó vô ha, coi nó như thế nào anh em. Đấy, mình nghĩ là đội hình sẽ tăng lên á, tại vì có cái rank up mà. Nhưng mà coi nó hợp chẽm không, hợp chẽm mới hợp đội hình mình đá không. Nếu mà thấy không hợp chẽm nó chắc mình cũng cho nó lên đường bán luôn, mua bên khác. Chứ giờ ngồi không hợp chẽm mình đá VSA với đá tour thua là tiêu anh em. Đấy, giờ cứ cho mình thử đi, thử qua thử lại coi sao. Nếu mà không được thì mình cho nó lên chợ luôn. Đấy, bây giờ vừa cho vô là cái chém tụt lên. Cái này mình đang thử nghiệm cái đội hình khác thôi nha anh em. Đội hình chính mình chưa có thử cho vô nha. Thử nghiệm đội hình khác thôi. Đây Buffon nè. Đấy, lên 159 luôn anh em thấy không? Lên được một over lên. Nhiều anh em sao nói là mình sao không dùng đội hình 433 attack. Đây, anh em thấy không? 433 attack nó sẽ bị tụt chém lên. Nên để đá hết chưa hết thôi. Còn cái đội hình mà mình đá chính á, với attack với đá tua á, thì để 433 thường. Đấy anh em thấy không? Nó tụt rất là ghê gớm, hai con này nó không hợp chém rồi anh em ơi. Chắc phải về đổi qua đổi lại sao cho nó hợp lý rồi. Đấy, bây giờ chắc phải kiếm con nào đó cùng giải đấu, cùng quốc gia hay là cùng gì đó. Đó, cùng cục bộ á, để mình cho nó hợp. Chắc sắp tới mình thay con Ankeny quá. Ankeny nó về Đức á, có mình nó à. Chắc mình cho một con nào vậy CDA hoặc là Hoàng Anh vô cho nó hợp. Chứ bây giờ để đội hình mình nó hơi bị tọt chém quá. Anh này là mới chơi chắc nhiều lúc cũng không biết chém đâu. Tại vì mới chơi thì ít XP nên nó chém nó còn nhiều. Nên chơi lâu á, càng lâu á phải đội hình nó phải càng càng cùng giải nhiều với càng cùng quốc gia nhiều thì chém nó mới cao được. Đấy, mình đổi hình 433 luôn nè. Nhìn thấy không? Kéo qua kéo lại kéo tùm lum hết mà cũng không được lên được miếng nào hết. Tại vì thằng Rakitic này nó chơi dạy La Liga này, mình không có con nào La Liga hết với ghê chứ. Bây giờ nếu muốn chơi ra cái tích á, giờ phải đổi hết qua La Liga mấy con nữa. Nói chung là mình có thể mình hơi sai lầm lại lấy con ra cái tích với con Buffon này. Thì ham cái rank quá. Ham cái rank up quá. Giờ mà mình chuyển lên up thì cũng phá phê anh em, khá tốn tiền. Khá tốn coi á. Đấy. Bây giờ mình sẽ kiếm một con CBD Visit nè, thuộc dạy CDA nè. Mình sẽ up nó lên anh em. Con này up lên đá cũng khá ok anh em, khá ngon đó. Con này thì chỉ lấy được trong SBC top S thôi. Nên chỉ có một số anh em có thôi, anh em nào không chơi thì sẽ không có. Đấy, mình sẽ up lên nha anh em. Up lên tầm 100 thôi được rồi. 100 thôi để mình chơi thì xem sao. Đấy, tốn hết một em 2 coin kìa, thành em 3 luôn rồi. Đấy. Nói chung coi như là hôm nay mình kết thúc sự kiện last bắt luôn anh em. Thực hiện lát bắt giờ hết rồi, còn có 2-3 ngày nữa là kết thúc rồi. Nên FIFA Mobile nó công bố một cái event mới luôn cho anh em luôn. Thì mình làm một cái concept vui vui cho anh em, đề xuất một số cầu thủ á, coi như thế nào. Đó, coi như trong nó nhìn lúc may mắn nó ra tặng cái thằng anh em cần thì sao. Đấy. Ok anh em, bây giờ mình tiếp tục mình thay vô đội hình như sao nha. Thay thằng The Visit vô.
cũng lên được chút xíu em, 363 kìa đó, tại vì nó kết hợp với thằng Hernandez nè, với Buffon nè, nó tăng được chút. Nói chung thì mình cho anh em thấy thôi, cái đội hình lên chém như thế nào anh em phải đổi qua đổi lại rất là nhiều anh em thấy không? Chứ không phải anh em cũng muốn lấy con nào lấy đâu, khó lắm anh em. Vừa hợp chém mà vừa thích hợp với lối đá của anh em nữa. Đấy, giờ cho Kaka vô nè. Đấy, nó lại được thọt chém rồi kìa. Được 367 chứ anh em. Đó, 367 là cũng được rồi. Nhưng mà vẫn chưa full anh em, mình đến 80 mấy á, nhưng mà nó không có đủ nên chưa full được. Giờ mình để nó lại bình thường rồi, cho nó lại bình thường nè. Nói chung anh em cứ test qua test lại, cái này được 369 nè, thấy không? Cứ thay ra thay vô coi nó như thế nào. Nếu mà nó chém cao nhất là bao nhiêu. Đấy, đó anh em cho vô lại. Nói chung là mình làm rất nhiều nha anh em. Đấy, 367 lại kìa. Nói chung đội hình mình khá lộn xộn anh em. Giải ngoại Anh rồi Serie A có đầy đủ hết. Này đội hình chính nha anh em. Để đá tour đó. Đó, đội hình chính đá tour nè. Nói chung là chắc mình để mình suy nghĩ coi. Qua sự kiện nếu mà Buffon nó lên hoặc là Rakitic nó lên giá đó, mình bán một con khác để hợp chém, hoặc là mình dùng nó như thế nào đó. Mình mua những cầu thủ dạy CDE đó, cho nó hợp hơn cho cái thằng này. Đấy, chứ để như vậy là chết. Nói lên up anh em, nè anh em coi nè. Chuyện gen qua thôi cũng phê lắm nha anh em. Phê lắm. Chuyện mà qua 2 gen hoặc 3 gen nó lên tới 2 triệu mấy. Tại vì nó lên over cái gen cao rồi, nên nó khá cao. Đấy anh em thấy không? Ok anh em, nói chung là mình chỉ giới thiệu sơ qua cái đội hình mình với lại kết thúc sự kiện lắp bắt thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô cái concept nha anh em. Concept sự kiện mới nha, mình chưa biết tên gì. Đó, nhưng mà mình sẽ làm một số cầu thủ á, đề xuất cho anh em ha. Nói chung là chỉ là concept anh em, vui vui cho anh em thôi. Đó, và bây giờ anh em xem nha. Smile, that's about all you gotta win.